Đây là thời điểm lực lượng chức năng đang thực hiện các thủ tục bắt giữ Vương Hưng Thiện, 52 tuổi, ông trùm đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc qua mạng Internet với số tiền hơn 1.500 tỷ đồng. Ngày 19 tháng 12 năm 2022, thông tin từ Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, đơn vị vừa phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh này phá thành công chuyên án, bắt nhóm 4 nghi phạm liên quan đến đường dây này. 3 nghi phạm còn lại bị bắt giữ gồm Lê Kỳ Thông, 55 tuổi, Đoàn Hùng, 49 tuổi và Nguyễn Văn Sĩ, 48 tuổi. Cả 4 nghi phạm đều trú tại thành phố Huế. Theo thông tin ban đầu, Vương Hưng Thiện điều hành quản lý trang cấp cao nhất trong hệ thống, sau đó phân chia tài khoản cấp Master cho Thông, Hùng, Sĩ và một số người khác. Các nghi phạm tiếp tục phân chia thành nhiều tài khoản cấp thấp hơn và cấp lại cho các con bạc để thực hiện hành vi đánh bạc. Bước đầu, các nghi phạm khai nhận số tiền của đường dây đánh bạc này khoảng 1.500 tỷ đồng. Khám xét nơi ở và làm việc của các nghi phạm, lực lượng chức năng thu giữ hơn 1.000 trang tài liệu, 2 ô tô, 10 điện thoại, 3 máy tính bảng các loại, hơn 200 triệu đồng tiền mặt và một số tiết kiệm 600 triệu đồng. Tổng trị giá số tài sản tạm giữ khoảng 3 tỷ đồng. Vụ việc đang được tiếp tục mở rộng điều tra.